xin chào tất cả độc giả của báo Thanh Niên. Mình là Pip, tên thật của mình là Nguyễn Thị Khánh Linh. Năm nay mình 23 tuổi và mình đã tốt nghiệp trường Đại học Hàng Hải Việt Nam. Hiện tại thì mình đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hải Phòng. Kênh YouTube của mình hiện tại đang sở hữu hơn 1 triệu subscriber. Và mình đã làm từ tháng 4, tháng 5 năm 2021 cho tới giờ thì chắc là cũng được khoảng hơn 1 năm rồi. Pip Ham Ăn là kênh YouTube chuyên thực hiện các clip về ẩm thực. Chủ nhân của kênh là Khánh Linh, một cô gái trẻ đến từ Hải Phòng, đạt hơn 1 triệu người theo dõi chỉ sau 1 năm hoạt động. Mình có một vài cái tips nhỏ nhỏ để mọi người có thể làm YouTube short xịn hơn đấy. Đầu tiên là hãy là chính bản thân mình. Bởi vì khi mọi người là chính mình thì những cái clip mọi người sản xuất ra nó sẽ mang cái phong cách riêng, cái vibe riêng của mọi người. Và những cái người yêu thích nội dung đó của bạn, họ sẽ follow, subscribe bạn. Và cái clip của bạn nó sẽ lan tỏa một cái nguồn năng lượng vô cùng tích cực tới với người xem. Tip số 2 đấy chính là hãy giữ chân người xem của bạn ngay từ những giây đầu tiên. 3 giây đầu tiên vô cùng quan trọng. Ví dụ như mình làm về ẩm thực thì mình sẽ thường làm theo kiểu diễn giải. Thay vì quy nạp thì bạn hãy làm theo kiểu diễn giải nhé. Tức nghĩa là đặt một câu nói trending ở đầu này, hoặc là đặt những cái hình ảnh vô cùng hấp dẫn, hoặc là kiểu giật tít ngay ở trên đầu ấy. Mình thì thông thường hay để những cái hình ảnh đồ ăn hấp dẫn nhất, mờ lem nhất ở trên đầu để có thể níu chân người xem lại. Và đấy cũng là một cái tip vô cùng hay ho để người xem bắt đầu xem clip của bạn đấy. Tip số 3, đấy là mọi người hãy tận dụng những cái chủ đề, những cái bài hát trending lăng làm mưa làm gió trên mạng xã hội và đưa những cái yếu tố đó vào trong cái clip của mình một cách hợp lý nhất. Và khi làm như thế nó sẽ có thể gợi ý được cho những cái người xem mà đang muốn tìm hiểu về những cái bài hát và những cái chủ đề đấy của bạn thì sao. Nhưng mà tuy nhiên trong cái tip này thì mọi người hãy lưu ý, bởi vì là có thể nhạc sẽ bị dính bản quyền đấy, nên là hãy tìm hiểu kỹ trước khi mà đưa vào clip của mình nhé. Tip số 4 thì tip này nói về cốt truyện của short. Cốt truyện trong short vô cùng quan trọng. Là ví dụ như là mình làm video về nấu ăn chẳng hạn, thì mình luôn luôn cố gắng đưa ra một cái câu chuyện, mình lồng ghép một cái câu chuyện nào đấy vào cho cái clip của mình nó thú vị hơn. Hoặc đôi khi nếu mà mình đi review ở bên ngoài thì mình cũng sẽ cố gắng là cho nó là một cái chủ đề xuyên suốt. Ví dụ như là ăn sập con đường nào đấy, sau đó ở dưới là những cái quán nhỏ hơn như thế. Và một trong cái yếu tố góp phần nên cái sự thành công đôi chút của mình đấy chính là mình luôn cố gắng đưa nhiều món ăn ngon nhất, nhiều cái đồ ăn hấp dẫn nhất. Những cái chủ đề như là ăn sập thì mình cho nhiều quán nhất có thể. Và những cái đồ ăn ở nhà mình cũng cố gắng làm sao mà mọi người có thể dễ làm tại nhà nhất, cái món đấy vừa đơn giản nhưng lại vừa ngon. Tip số 5 đấy chính là mọi người hãy tập sử dụng cái YouTube Analytics trong YouTube Studio ấy, để từ đó xem là lượng thích của mọi người như thế nào này, lượng follow của mọi người, lượng subscriber ấy nó tăng ra sao, và bao nhiêu người xem hết clip của bạn, để từ đó xem là mình đang bị yếu kém ở chỗ nào và mình đang làm tốt ở đâu, từ đó là mình sửa đổi cũng như là phát huy những cái điểm tốt của mình. Tips cuối cùng đấy là mọi người hãy tối ưu 4 yếu tố sau: thumbnail, keywords, hashtag cũng như là title. Khi mà cả 4 yếu tố này nó vừa đủ thì người xem sẽ dễ dàng click vào clip của bạn hơn, cũng như là kích thích họ nhìn những cái hình ảnh đẹp mắt này, những cái thumbnail, cái tên thú vị thì họ cũng sẽ muốn click vào clip của mình nhiều hơn đấy. Một trong những ưu điểm của YouTube Shorts là dễ xem và thu hút nhiều khán giả, khi hiện tại đang đạt trung bình hơn 30 tỷ lượt xem hàng ngày, gấp 4 lần so với 1 năm trước. YouTube Shorts cũng là một trong những chủ đề quan trọng được trao đổi tại chương trình Creator Camp 2022, hội thảo tương tác trực tuyến thường niên của YouTube diễn ra vào chiều 18 tháng 6. Khánh Linh, chủ kênh Bit Ham Ăn cùng với Tom Review và Ben Eagle là ba nhà sáng tạo nổi tiếng với chủ đề Shorts trực tiếp chia sẻ ở buổi thảo luận nhóm chưa từng có tại sự kiện.